Chương trình này được bảo trợ bởi Smile Again Dental Center 714-248-9883 Gọi ngay Mango Tools 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển điện Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cận 888-880-8345 Di Huyền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cà phê sáng cuối tuần của đài Lido Sài Gòn TV. Chương trình của chúng tôi đang phát hành live theo sóng của đài băng tần 56 10 ở miền Nam Cali, 16.11 ở miền Bắc Cali và 27.6 ở Texas. À, quý vị cũng có thể xem chương trình trên tv com hoặc là quý vị có thể ấn like và subscribe kênh YouTube và Facebook của đài để mà theo dõi những chương trình nào mà chúng ta bỏ lỡ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tiếp tục ngày cuối tuần, ngày thứ bảy, ngày 20 tây tháng 7 năm 2024. Một lần nữa thì Lê Thái gửi lời chào đặc biệt đến quý vị nào đang theo dõi chương trình và em xin gửi lời chào đến chị Nhi. Chào Lê Thái, à, chứ không phải Nhi Huyền hả? Dạ không, em nói một chị Nhi thôi, tại <laughs> nhiều người vẫn <laughs> lộn chỉ là Như. Đúng rồi, hai, Đúng. hầu hết có gọi gì là Như, giải biết, Như, hoài như luôn là ấy. Nhi thưa quý vị. Nhi, dạ Nhi. Nhờ, nhờ. Cảm ơn Lê Thái, Nhi, Nhi Huyền, kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay và. Cũng như thường lệ, Như Huyền và Lê Thái sẽ đem đến cho quý vị những bản tin về văn hóa, khoa học, kỹ thuật và tất cả những điều xảy ra ở trên thế giới ngày hôm nay. Dạ vâng. À, kính thưa quý vị, hiếu thảo với bà mẹ, ông bà cha mẹ hay là khi mà chúng ta sinh những đứa con lên chúng ta nuôi nó no những đứa con chúng ta lớn lên trưởng thành thì luôn lúc nào canh cánh trong mỗi cái suy nghĩ của trong cái tấm lòng trong trái tim của mỗi người ba người mẹ đó thì chúng ta cũng muốn là con khi con cái chúng ta lớn lên ngoài cái việc mà trưởng thành trở thành một người tốt cho xã hội thành công trong cuộc sống thì cũng một phần nào đó lo lắng báo đáp và đền đáp cái công ơn của cha mẹ cho chúng ta à, cái văn hóa của người ở đâu của chúng ta là à, khi mà chúng ta muốn cho con cái nó nó, nó 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 hiếu thảo với mình khi mà nó trưởng thành đó là cái điều mong mỏi của rất là nhiều bậc phụ huynh nhưng mà ở Hoa Kỳ chúng ta thì rất là cũng khó khi mà để mà mong mỏi cái điều đó mà những mẹ nó là một người tốt là chúng ta đã vui rồi ừ. à, một cái vấn nạn đang xảy ra không phải ở Hoa Kỳ ở Nhật Bản thú vị đó là việc mà con cái bỏ rơi cha mẹ ở Nhật Bản đang là một trong cái vấn nạn ngày càng gia tăng ở đất nước này một đất nước là chúng ta thấy luôn lúc nào cũng trọng cái chữ tình chữ hiếu trong cái chữ nghĩa ở một cái quốc gia mà lúc nào cũng tinh thần võ sĩ đạo cũng rất là mạnh nhưng mà em không biết là tinh thần võ sĩ đạo là chỉ là trong thượng võ thôi hay là ở trong cái mối quan hệ con cái với cha mẹ thì nó cũng sẽ có những cái tinh thần tình nghĩa như vậy nhưng hiện nay cái vấn đề bỏ rơi cha mẹ đang vẫn là gia tăng ở Nhật Bản. Ờ, khi vừa qua thưa quý vị, một số người bị bắt giữ vì bị cáo buộc là bỏ rơi cha của mẹ, cha mẹ mình ở nhà, thậm chí là không chôn cất khi những cái người này đã bị chết ở nhà. Nó đang gia tăng ở Nhật Bản một cách chóng mặt và hầu hết thuộc ở nhóm độ tuổi từ 40 cho đến 60 tuổi, đang thất nghiệp. À, tháng 6 vừa qua thì một người đàn ông bị thất nghiệp 63 tuổi ở tỉnh là Kanagawa Người này cũng đã bị bắt bởi vì cáo buộc là bỏ rơi thi thể của người bố của mình 95 tuổi trong nửa năm trời mà không một người nào ở gần đó, hàng xóm hay cảnh sát người ta phát hiện được. Và anh nói rằng là tôi không đủ cái chi phí để mà trang trải cái chi phí cho cái tăng lễ của ba tôi. Thành ra tôi để cái xác ông vậy là ông thối rửa từ từ ở trong nhà như vậy. À, Tình huống này xảy ra một lần nữa ở cái tỉnh Kanto ở vừa tháng 6 vừa qua. Với một cái người đàn ông 60 tuổi cũng đang bị thất nghiệp và ở nhà. Và ông bị bắt vì nghi ngờ bỏ rơi người bố của mình là 90 tuổi và gian lận nhận trợ cấp của người đã khuất. Tuy nhiên thì ông cũng bị tuyên án à, bị tuyên án treo và được thả ra ở tòa ngay khi mà cái phiên tòa nó đã kết thúc. Ông nói rằng là ông không thể gọi cho bất kỳ ai và không biết mình sẽ sống tiếp như thế nào. Vào thời điểm đó thành ra ông chỉ có quyền là ông im lặng và chỉ muốn giữ im lặng và không muốn tiếp xúc với Nhật Bản đang ghi nhận rất là nhiều cái trường hợp những người trung niên bị bắt vì cáo buộc bỏ rơi bố mẹ đã mất ở nhà của mình. Và nhà chức trách ở đất nước này cho rằng làm đằng sau đó là một cái hiện tượng tượng là 80-50. Đây là một cái hình tượng mà người ta mô tả cái tình trạng mà bỏ rơi bố mẹ ở độ tuổi 80 vẫn phải chăm sóc những đứa con 50 tuổi mắc chứng là Hikimomori. Đây là một trong những cái chứng gọi là giống như tự kỷ vậy, gọi là thoát ly xã hội thưa quý vị đó là sự cô đơn và tách biệt điển hình trong cái chứng bệnh này. À, theo ông Rico Kasube là tổng thư ký hội đồng phúc lợi xã hội của thành phố Toyonaka, Osaka, ông nói rằng là cái thường á, những cái câu trả lời thường thấy của các nghi phạm khi mà bị bắt á, là không biết phải làm gì với những cái thi thể và không muốn nói chuyện với người khác. qua đó thì nhà chức trách nhận thấy rằng những cái tính tác động của cái chứng mà hikikomori này nó tác động rất là nhiều đến cái giới trẻ hiện nay ở đất nước Nhật Bản. Báo cáo về cái điều kiện sống của văn phòng nội các của Nhật Bản, ấy, người ta ước tính có khoảng là 613.000 người trong độ tuổi từ 40 đến 60 đang trong tình trạng là hikikomori. Và theo khảo sát về nhận thức và lối sống thanh thiếu niên của Nhật Bản cũng cho thấy 840.000 người sống khép kín và đặc biệt các nhóm người này được mô tả là không ra khỏi nhà trong vòng từ 6 tháng trở lên hoặc hiếm khi ra khỏi nhà, chỉ đến những cửa cửa hàng tiện lợi tiện ích để mà mua những cái vật dụng để mà xài cá nhân mà thôi. Khảo sát về cái chứng bà hikikomori ở Nhật Bản năm 2020 vừa qua người ta cho thấy rằng 38% ở độ tuổi 40, 36% ở độ tuổi 50 và 26% ở độ tuổi 60. Nhưng theo khảo sát vào năm 2020 3 cuối năm 23 cho đến nửa năm 24 vừa qua, người ta đã ghi nhận sự gia tăng khi mà 42% những người mắc hội chứng này ở độ tuổi từ 50 và 36% ở độ tuổi 60 và những cái người mắc cái hội chứng hikikomori đang già hóa đi. Và theo Phó giáo sư tiến sĩ của Nhật Bản, ông là giảng viên xã hội học trường Đại học sư phạm Aichi, ông cho rằng là cái tình huống có thể tệ hơn khi mà ngàn, ngày càng có rất là nhiều người người ta bỏ lại bố mẹ yêu dấu khi mà người ta đi làm việc À, đang rất là yếu trong bệnh viện à, và bận công việc à, gia đình xã hội là bỏ ba mẹ ở nhà luôn và ông đặc biệt kêu gọi là ngăn ngừa cái sự cô lập xã hội đối với những cái người mà để ba mẹ mình như vậy và cần phải có những cái biện pháp để mà những cái người dân Nhật Bản có thể là gửi tín hiệu trong những cái tường, trường hợp khẩn cấp khi mà có bố mẹ ở nhà mà bị bệnh hoặc là bị bị mất đi thì người ta vẫn báo cáo về cho cơ quan chức năng ở Nhật Bản để người ta biết cách người ta xử lý thưa quý vị. Cảm ơn Lê Thái thưa quý vị ngày hôm nay sẽ đưa quý vị tới một cái khu vực là nó có tất cả những cái thắng cảnh giống y chang như uh, có những nơi nó giống như là đi trên ở đi qua châu âu như, như vậy thưa quý vị mà mùa hè này quý vị này không đi được châu âu hoặc là đang ở cali và đi xuống san diego chơi đó là ở san diego san diego có những nơi và những cái khu vực những cái thắng cảnh nó được tạo ra y chang như quý vị đang đi ở châu Âu như như vậy và nó tượng trưng cho mỗi nước. thì ngày hôm nay như, như sẽ giới thiệu cho quý vị đó là những cái thắng cảnh nào, những cái nơi nào khi mà quý vị đi xuống San Diego để chơi thì cái đầu tiên đó là Friendship của A Garden Japanese thưa quý vị. Japanese Friendship Garden đó là một trong những cái khu vực rất là đẹp. Quý vị xuống quý vị sẽ thấy những cái hoa cherry, những cái hoa anh đào nở rất là nhiều vào mùa xuân. Thì nó lấy cảm hứng thiết kế từ thế kỷ của ở Nhật Bản và khu vườn có các loại thực vật và có nguồn gốc từ Nhật Bản như là cá coi, cá coi sinh ra ở Nhật Bản và một trong một cái không gian được sử dụng rất là riêng tư và rất là đẹp thì đó là cái phong cảnh thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà quý vị đi đến khu vực này thì sẽ gợi nhớ một cái hình ảnh như là đang ở ý đó là lôi hà một cái khung cảnh tuyệt đẹp với những vách đá đại dương những ngôi nhà dọc theo bờ biển có thể được mô tả như biển amphomi um, đối với một cái số người thì đi về như đi về ý như vậy và cái thứ ba đó là cái vườn anconza uh, garden baboya nó giống nó gợi nhớ tới ở tây ban nha Khu vườn hoa văn này được biến đến có hàng rào gỗ hoàng dương giống như những khu vực lâu đài Akansa ở Tây Ban Nha. Thưa quý vị, đó là một trong những cái khu vực rất là đẹp tại San Diego. Khi mà quý vị đi tới San Diego thì nhớ tới đi thăm những cái nơi này. Và cái thứ hai nữa đó là cái một trong những cái vườn nho và nhà máy rượu ở Escondido thì gợi nhớ đến những cái khu vực như quý vị đang đi qua bên Pháp. Đó là một trong những cái phòng nếm thử sân ở trong viên nó rộng khoảng 70 mẫu anh. Bối cảnh của vườn nho này khiến cho các bạn thấy như đang ở trong cánh đồng ở Borders of Pháp. Và nhà máy rượu cũng cung cấp rượu vang từ thành phố của Pháp khi quý vị tới đây để muốn mua rượu hay những cái khán giả nào mà là biết fan của rượu thì tới đây sẽ có những cái loại rượu rất là ngon và họ làm như đang ở pháp thì quý vị đi tới đó thì sẽ được thử và đi dọc những cái con đường rất là đẹp và khi đi ăn có những cái nhà hàng thì họ sử dụng rượu ở trong cái khu vực này để cho quý vị thử thì làm chung khi mà đi về đây thì có những quý vị nào ở pháp rồi hoặc là cư dân ở pháp hoặc là đã từng ở pháp đã từng đi pháp hoặc là chưa bao giờ đi pháp thì cái khu vực này sẽ gợi nhớ cho quý vị tới một cái khung cảnh như đang quý vị ở đang ở pháp như vậy và cái cuối cùng đó là một trong những cái khu vực đó nữa đó là ở uh, Mexico thưa quý vị thì một cái khu người ta gọi là phố cổ của San Diego thì phố cổ San Diego tôn vinh di sản của Mexico với các lịch sử nhà hàng độc đáo và cửa hàng đầy màu sắc như quý vị đang đi tới ở uh, Mexico. The uh, Los Motos đã nói rằng thì cái những cái điều kiện này tổ chức ở thành phố San Diego thì họ đã tưởng nhớ tới những người thân qua đời thì đây là một cái thành phố của Dia Los Mito. người ta nói rằng đó là cái ngày của người chết thì họ tạo ra rất là nhiều cái hình ảnh và cái phố cổ và tất cả những cái đồ cổ được chân đi vô thành phố quý vị sẽ thấy rất là nhiều màu sắc thì đó là những cái khu vực mà quý vị sẽ đi tới San Diego để mà tham quan thì nó như là quý vị đang đi ở châu Âu như vậy Dạ vâng, và quý vị giữ hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thư thương mại bảo trợ cho đại.